Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ môn nhé. Bộ môn này các bạn xem là tên gọi của nó là bộ thủ bộ môn. Vị trí của nó là bán bao vây thượng tam. Vậy hiểu thế nào là bán bao vây thượng tam? Thượng tam đó là một cái kết có là bao vây phía bên trên và bao vây từ ba phía, ở phía dưới đáy sẽ hở ra. Đấy nhá, gọi là thượng là bên trên, tam là nghĩa là ba mà. Bao vây thượng tam tức là bao vây phía bên trên và ba phía. Tiếp theo thì tới phần biểu nghĩa của nó là liên quan tới cánh cửa và cổng nhá. Chủ yếu liên quan tới cửa là nhiều. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết chuẩn như sau. Chúng ta sẽ sử dụng dấu ô ly để tạo thành ô ly như thế này. Mình sẽ viết theo bản giản thể trước nhá. Đây các bạn chú ý vào đây. Các bạn quan sát cho mình nha, một nét chấm này. Đây đặt một thước ở bên cạnh đây để viết này. Chấm nó nằm ở cái đoạn này này. Đấy. Sau đó tới nét sổ gọn xuống phía dưới nhé. Khoảng cách với nét sổ gọn với khoảng cách của nét chấm một chút như thế này. Kéo dài ra một tí. Tiếp theo là tới nét ngang gập móc ở dưới thì xuất phát điểm khởi bút của nét ngang gập móc là từ đường kẻ dọc xuống nha. Ngang trên gập xuống này. Kẻ cong ra ngoài, móc móc sẽ được viết thấp hơn một tí, móc nhẹ lên trên như thế này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đo. Mình cảm thấy là khá là khớp, đúng không ạ? Đấy, khớp mà nó rộng như thế này thì tùy theo cấu tạo chữ Hán nhá. Ví dụ là những chữ Hán phía bên trong này. Đấy, những chữ Hán phía bên trong ví dụ như là nó chỉ có một cái bộ khẩu phía bên trong thôi. Đây như thế này. Ví dụ như là với những cái bộ thủ phía bên trong mà nó chiếm diện tích nó nhỏ thì mình cũng sẽ thu nhỏ nó lại chứ mình không viết nó lớn. Tức là cái góc ở bên trong này, cái góc rộng phía bên trong này. Giật nhẹ ra như này, ví dụ là để chữ vấn như nào, vấn như nào hỏi. Tiếp theo thì ví dụ như một số những cái bộ thủ phía bên trong mà nó chiếm diện tích ví dụ là nó lớn thì mình còn phải biết nó rộng ra như thế này. Đấy, móc nhẹ lên trên. Ví dụ nhằm một nét chấm phía bên trong này. Kéo một nét ngang này. Một nét sổ xuống phía dưới như thế này. Đấy, nó chiếm diện tích lớn như thế này thì các bạn phải mở rộng góc độ ra một chút như thế này. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Với bộ môn bản phồn thể sẽ được viết như thế nào. Đây, bộ môn bản phồn thể sẽ được viết như thế này. Đầu tiên là các bạn sẽ viết cho mình một nét sổ gọn xuống. Ngang gập. Đấy, sau đó là viết cho mình một nét sổ ngắn xuống ở đây này, bằng với nhau này, ngang gập móc xuống này. Móc nhẹ lên trên, ngang ngắn, ngang gập tiếp. Đấy, bộ môn bản phồn thể như thế này. Và mình sẽ viết ở một cái bộ khẩu phía bên trong giống như là chữ vấn phía bên trên bản giản thể nhá. Nhưng mà nếu mà được viết nhỏ như này thôi chứ không được viết to như này nữa vì bên trên này nó không có những cái phần gập ở phía bên trên nhiều, chiếm diện tích nhiều như thế này được. Chúng ta chú ý là đừng để bộ môn này chạm với những cái bộ thủ phía bên dưới hay là bộ phía bên trong nhá, vì nó bao vây mà nó sẽ hở phía dưới như này này. Đấy, hở phía dưới này nhá. Tiếp theo mình sẽ tóm tắt cái phần cách viết chuẩn nhá. Đây, cách viết chuẩn thì như sau này. Tỷ lệ giữa khoảng nét chấm này với tỷ lệ khoảng nét sổ này sẽ viết bằng nhau này. Tỷ lệ chấm đấy, sẽ bằng với sổ xuống và nét ngang gập móc này đấy. Chấm tức là chấm nó sẽ ở giữa, phân chia giữa hai bên. Và cái thứ hai là bên trong này nó sẽ phải rộng. Đấy nhá, bên trong là phải rộng cho mình nhá. Đây là bộ môn. Và bộ môn này liên quan tới cánh cửa bao vây. Vị trí của nó là nó sẽ bao vây thượng tam.